Mình tên là Nguyễn Đai Na, số báo danh của mình là 150. Mình quê của mình là ở Hà Nội và hiện mình đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của mình là mình đầu tư vào tài chính chứng khoán tự do. Với mình á, quan trọng nhất đó là mình phải tự yêu được chính bản thân mình đã. Mình phải tự tin với cơ thể của mình, với cái kiến thức của mình, với cái địa vị của mình. Và cái sự tự tin nó đã là đem lại cho mỗi một người một cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời rồi. Thì mình nghĩ là không có một người nào trên thế giới này là hoàn hảo 100% cả. Ai cũng có những cái thiếu sót của mình. Nên là mình cố gắng mình sẽ phát huy hết những cái điểm mạnh của mình. Và những cái điểm không mạnh thì mình có thể khắc phục được. Và tự tin đó là cái biện pháp tốt nhất. Nếu mà có một cái dịp nào đó thì các bạn có thể đi du lịch và đến thăm cái quê hương thứ hai của Đai Na, đó chính là nước Nga. Thì nước Nga nổi tiếng là về cung điện mùa đông, cung điện mùa hè. Và nếu mà trời ơi cái này em dở lắm luôn. Đi nhiều nhưng mà không bao giờ nhớ.